Chóng ngợp trước nhan sắc lão hóa ngược của Jennifer Phạm khiến hội chị em chỉ biết ước. Bên cạnh sự thành công trong công việc, cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và bốn người con đã giúp Jennifer Phạm trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân Jennifer Phạm đăng tải bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc vi vu Đà Lạt cực chiêu. Mỗi lần xuất hiện, Jennifer Phạm lại khiến công chúng đắm đuổi bởi nhan sắc đẹp bất chấp thời gian của nàng hậu. Không cần lên đồ sang chảnh hay trang điểm cầu kỳ, Jennifer Phạm vẫn đốn tim bao người. Người đẹp tận hưởng khoảnh khắc bình yên ở thành phố sương mờ. Đã là mẹ bốn con nhưng thần thái của Jennifer Phạm ngày càng cuốn hút. Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân đình đám làng giải trí Việt. Người đẹp đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Đến nay đăng quang đã gần 2 thập kỷ, Jennifer Phạm được khán giả nhận xét duyên dáng, mặn mà hơn trước. Không ít lần Jennifer Phạm tiết lộ bí quyết làm đẹp. Cô thường xuyên chăm chút làn da, tập luyện giữ gìn vóc dáng, thay đổi lối trang điểm để ngày một đẹp hơn.